Namaste. Em Dung xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay sẽ là video thứ 12 trong chuỗi 21 ngày yoga cân bằng thân tâm trí cùng em Dung. Và trong bài tập ngày hôm nay sẽ là một bài tập giúp cho chúng ta khỏe mạnh, săn chắc hai đôi chân của mình. Vâng, và bây giờ mời cả lớp mình bắt đầu vào buổi tập của ngày hôm nay ạ. Mời cả lớp mình vén hai mông, để lộ hai xương ngồi. Mình ngồi vào vị trí giữa thảm, hai chân có thể để ở tư thế bán già hoặc kiết già, hay hai chân xếp nối vào nhau một cách thoải mái nhất. Từ từ, hai tay thủ ấn Tripura đặt nhẹ lên trên đầu gối. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hít vào một hơi thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm. Hít vào một hơi thật chậm. Nhẹ nhàng thở ra thật đều. Mời cả lớp mình đưa ý thức tập trung toàn bộ vào hơi thở. Quan sát hơi thở của mình đi vào và đi ra nhẹ nhàng qua hai cánh mũi. Hít sâu, thở chậm. Từ từ đưa hai tay về chắp ở trước ngực. Hít vào một hơi thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm. Mời cả lớp cùng ngân vang âm ôm một lần để kết nối năng lượng đầu giờ. Hít vào một hơi thật sâu. Từ từ đưa hai tay xoa nóng cái chắp trước mặt. Xoa nhanh. Làm ấm lòng hai lòng bàn tay của mình. Nhẹ nhàng đặt hai tay lên trên mắt. Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay. Đưa hai tay ra xa trước mặt. Chắp hai tay lại. Namaste. Rồi, chúng ta sẽ cùng vào bài tập khởi động của ngày hôm nay nhé. Với cả lớp tách chân, duỗi hai chân. Nhẹ nhàng chân phải đặt lên trên, đặt bàn chân phải lên trên đầu gối trái hoặc lên trên đùi trái đều được. Áp cái đầu gối của mình xuống thảm. Hít vào từ từ hai tay của mình vươn lên. Mắt nhìn theo tay. Thở từ từ tách tay sang hai bên mông. Hít vào, hai tay vừa lên. Thở, nhẹ nhàng hạ hai tay sang hai bên mông. Hít vào, hai tay vừa lên. Thở, từ từ hạ tay sang hai bên. Hít vào một hơi thật sâu. Rướn căng, kéo giãn cột sống. Thở, hạ tay phải ra sau. Mông, ngón tay hướng về phía cuối thảm, nhấn đầu gối bên phải, từ từ nâng hông lên, mở căng ngực, mắt nhìn lên trần, tay trái áp mang tay, hít vào từ từ hạ hông xuống, xoay người về phía trước, hai tay vươn lên áp sát mang tay, thở nhẹ nhàng vươn dài người của mình xuống, gập sâu về phía chân trái. Rướn dài người về phía trước, đi hai tay về phía trước. Mỗi hơi thở ra, mình sẽ đi sâu thêm một chút nữa, sao cho bụng áp được vào đùi. Hít vào nhẹ nhàng, hai tay vươn lên. Thở, hạ tay trái ngang mông bên trái. Khuỵu nhẹ cùi trỏ tay, nghiêng người sang bên trái. Mắt nhìn lên trần. Hít vào, hai tay của mình vươn lên, luôn dựng vuông góc bàn chân phải. Vươn dài kéo giãn cột sống. Thở, tay phải ra sau mông. Ngón tay chách về, hướng về phía cuối thảm. Nhẹ nhàng nâng hông lên, ấn đầu gối phải của mình xuống.
Át lòng bàn chân trái, tay trái át mang tay, mắt nhìn lên trần. Hít vào từ từ hạ hông xuống, xoay người về phía trước, hai tay vươn lên. Thở hết, rút sâu bụng lại, vươn dài gập người về phía trước, cột sống luôn giữ thẳng. Gập hết biên độ của mình, giữ cột sống thẳng. Từ từ hạ tay xuống, đi dài tay về phía trước. Tốt thì có thể gập sâu người lên chân chân trái của mình, bụng áp vào đùi, trán áp ống quyển. Hít vào từ từ hai tay của mình vươn lên. Thở hạ tay trái ngang mông bên trái, trùng nhẹ cùi trỏ tay, vươn người mở vai, mắt nhìn lên trần. Hít vào hai tay của mình vươn lên. Thở hạ tay phải ra sau hông. Hít vào nhấn đầu gối nâng hông, xoay người mở vai, mắt nhìn lên trần. Thở nhẹ nhàng hạ hông, xoay người về phía trước. Hai tay vươn lên áp mang tai. Từ từ vươn dài người về phía trước. Rút sâu bụng, thở ra hết, gập sâu người xuống. Hít vào hai tay của mình vươn lên. Thở hạ tay, đổi bên, duỗi chân phải. Thu chân trái đặt lên trên, bàn chân trái đặt lên trên đầu gối bên phải hoặc là trên bên đùi bên phải của mình. Hít vào. Hai tay vươn lên. Thở từ từ hạ tay trái ra sau. Ngón tay hướng về phía đầu thảm. Hít vào, nhấn đầu gối chân trái, xoay vai, mở ngực. Mắt nhìn lên trần, bàn tay phải áp sát mang tai. Bàn lòng bàn chân trái của mình được áp xuống thảm. Từ từ hít vào, hạ. Hông xuống, hai tay vươn lên, mắt nhìn thẳng về phía trước. Thở ra, vươn dài người về phía trước, rút sâu bụng lại, gập người xuống bên chân phải. Gập căng hết mức của mình, kéo giãn cơ lưng, vươn dài cột sống về phía trước. Hít vào từ từ hai tay của mình vươn lên. Thở hạ tay ngang mông bên phải, nghiêng nhẹ người sang bên phải, mắt nhìn lên trần. Hít vào, hai tay vươn lên áp mang tai. Thở hạ tay ra sau hông, ngón tay hướng về phía cuối của thảm. Từ từ nhấn đầu gối chân trái xuống, hít vào ta nâng hông lên. Tay phải áp mang tay, mở ngực mắt nhìn lên trần. Thở ra từ từ, hạ hông xuống. Hít vào hai tay của mình vươn lên. Thở ra hết, rút sâu bụng lại, vươn dài người về phía trước, gập sâu xuống. Hết mức có thể của mình, kéo giãn cột sống. Hít vào. Nhẹ nhàng hai tay của mình vươn lên. Thở hạ tay. Rồi, bây giờ mời cả lớp mình thu chân đứng về phía đầu thẳng giúp em ạ. Hai chân của mình sẽ mở rộng bằng hông. Trong tư thế trái núi, hít thở hai tay chắp trước ngực, mắt nhìn thẳng về phía trước. Hít vào hai tay của mình vươn lên. Qua đầu, nhẹ nhàng mở ngực, ngả nhẹ người ra sau, siết hông lại, đẩy hông về phía trước. Thở vươn dài người gập sâu xuống. Hai tay để hai bên chân, bụng áp đùi gập sâu người xuống, đầu cổ thả lỏng. Hít vào bước chân phải ra sau, nhẹ nhàng kiễng gót chân phải.
Từ từ hai tay của mình vươn lên áp mang tai. Thở, hạ tay. Rút chân trái về cạnh chân phải. Xô người về trước, hai cùi trỏ tay xoay ra ngoài. Siết chắc cơ bụng, cây thước thẳng. Thở hạ 8 điểm chạm sàn. Hít nước lên rắn hổ mang. Trong tư thế này, ta sẽ co đầu gối lên, đẩy căng người ra sau. Rồi, từ từ hạ chân, duỗi mũi chân. Nhấn đầu ngón chân, nâng hông lên. Hạ lòng bàn chân áp sát xuống thảm, đẩy cao mông về ngược. Hít vào, bước chân phải lên vị trí giữa hai tay. Từ từ hai tay vươn lên áp mang tai, mắt nhìn thẳng về phía trước. Thở hạ tay. Rút chân trái về cạnh chân phải. Vươn người gập sâu xuống. Bụng áp đùi, đầu cổ thả lỏng. Hào nhẹ nhàng hai tay áp mang tai. Đứng thẳng dậy, ngả nhẹ ra sau. Thở, vươn dài người gập sâu về phía trước. Ta đổi bên với bên chân trái. Hít vào bước chân trái ra sau. Hai rìa chân song song với nhau. Từ từ hai tay vươn lên áp mang tai. Chân sau duỗi thẳng, đầu gối chân sau duỗi thẳng. Khí nhấc gót chân trái lên. Thở hạ tay. Rút chân phải ra sau. Xô người về phía trước. Cây thước thẳng. Thở hạ 8 điểm chạm sàn. Hít lướt lên rắn hổ mang. Từ từ, mỗi hơi thở ra, đẩy căng lồng ngực lên thêm chút nữa. Co hai đầu gối, ngả nhẹ đầu ra sau. Rồi, hạ chân. Hít vào từ từ nhấn đầu ngón chân của mình xuống, ký hụ ngón chân. Nâng hông lên, đẩy về, hông cao lên về về ngực. Trái hít bước lên vị trí giữa hai tay. Hai rìa chân bên trong song song với nhau. Nhẹ nhàng hai tay đưa lên áp mang tai. Đầu gối chân phải giữ thẳng. Đầu gối trái vuông góc, mắt nhìn thẳng về phía trước. Thở hạ tay. Rút chân phải về cạnh chân trái. Vươn dài người gập sâu xuống. Hít vào, hai tay áp mang tai. Vươn người đứng thẳng dậy. Hơi ngả nhẹ người ra sau. Thở thu tay về chắp trước ngực. Hít vào hai tay vươn lên. Mở lồng ngực, mắt nhìn lên trần, siết cơ bụng. Thở ra vươn dài người gập sâu về phía trước. Bụng áp đùi. Hít vào bước chân phải ra sau. Nhẹ nhàng hai tay vươn lên áp mang tai. Tư thế trường tấn cao nhón gót. Thở hạ tay trái của mình bên trong chân trái. Tay phải hướng lên trên, mắt nhìn lên trần, vươn cao cái vai của mình lên, không chỉ vai xuống. Từ từ hạ gót chân phải xuống. Tay trái luồn bên dưới chân trái, vòng ra sau. Tay phải vòng ra sau, tay trái phía dưới nắm cổ tay phải phía trên, mắt nhìn lên trần. Cả lớp giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, tách tay, hạ hai tay xuống hai bên chân. Từ từ, bước chân trái ra sau. Xô người về cây thước thẳng. Thở hạ 8 điểm chạm sàn. Hít lướt lên rắn hổ mang. Thở, nuôi hông ra sau, về ngược.
Phải hít bước chân phải lên giữa hai tay. Kiễng gót chân trái, hai tay vươn lên áp mang tay. Thở, hạ tay. Thu chân, trái về. Gập sâu người xuống. Hít vào, hai tay vươn lên. Ngải nhẹ ra sau. Thở, vươn dài người gập sâu về phía trước. Trái hít bước chân trái ra sau. Nhẹ nhàng hai tay vươn lên áp mang tay. Thở, hạ tay phải bên trong chân phải. Tay trái vươn lên, mắt nhìn thẳng phía trên. Hạ gót chân trái, luồn tay phải của mình bên dưới chân phải. Tay trái vòng ra sau, tay phải phía dưới nắm đầu cổ tay trái phía trên. Mở ngực, mắt nhìn lên. Tại lớp giữ, 5, 4, 3, 2, 1. Nhẹ nhàng tách tay, hạ hai tay xuống. Rút chân phải ra sau, xô người về cây thước thẳng. Siết chắc cơ bụng, tại lớp giữ, 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hạ gối, hạ ngực, 8 điểm chạm sàn, hít lướt rắn hổ mang. Thở, đẩy hông về ngược. Trái hít bước chân trái lên vị trí giữa hai tay. Vươn hai tay lên áp mang tay. Thở, hạ tay. Rút chân phải về cạnh chân trái. Gập sâu người xuống. Hít vào, hai tay vươn lên. Ngải nhẹ ra sau. Thở, tay chắp Namaste trước ngực. Rồi bây giờ mời cả lớp mình sẽ tách hai chân mở rộng hơn hai lần vai giúp em. Mở rộng chân đà. Hai cái bàn chân của mình sẽ để song song với nhau. Để hướng về phía trước. Hít vào, hai tay của mình vươn lên. Vươn cao vai của mình. Thở, nhẹ nhàng hai tay hạ sang ngang. Chùm hai đầu gối của mình xuống. Chùm sâu xuống. Hạ thấp mông, hít vào, vươn hai tay lên, thở, xách hai cái đầu gót chân mở ra bằng 45 độ giúp em ạ, để trước khi mình trùng gối xuống mình cảm giác dễ hơn. Thở, nhẹ nhàng hạ hai tay sang ngang, từ từ trùng gối xuống, đẩy mông ra sau, đầu gối của mình không vượt quá gót chân, giữ cho lưng của mình thẳng, mắt nhìn về phía trước, hít vào. Vươn hai tay lên. Thở, nhẹ nhàng, hạ hai tay sang ngang. Từ chung gối xuống, đẩy hông ra sau. Giữ cho lưng của mình thẳng. Mắt nhìn về phía trước. Hít vào, hai tay vươn lên. Thở, nhẹ nhàng, hạ hai tay sang hai bên. Đẩy hông ra sau, chùm gối xuống. Hít vào, hai tay vươn lên. Thở, hạ tay sang ngang. Đẩy hông ra sau, chùm gối xuống. Đầu gối không vượt quá ngón chân. Hạ thấp hông, mắt nhìn thẳng về phía trước. Hít vào, hai tay của mình vươn lên. Thở. Từ từ hạ tay sang ngang, chùm nhẹ đầu gối phải, xô đầu gối phải, nghiêng mông sang bên phải. Thân người vẫn ở giữa, từ từ cho hạ người song song với sàn. Hít vào, hai tay vươn lên. Thở, lùi hông ra sau, khuỵu đầu gối bên trái, hai tay sang ngang, đẩy hông. Hạ người xuống song song với sàn. Đầu gối trái vuông góc, đầu gối chân phải duỗi thẳng. Hít vào. Vươn hai tay lên.
Thở, tách hai tay sang ngang, hạ đầu gối, phải vuông góc, duỗi căng chân trái, hạ người song song với sàn. Hít vào, hai tay vươn lên. Thở, hạ hai tay sang ngang, trùng đầu gối chân trái, khuỵu gối đẩy hông ra sau. Gập người về phía trước, người song song với sàn. Hít vào từ từ, hai tay vươn lên, áp mang tai. Thở, hạ hai tay về phía trước, áp mang tai, đẩy hông ra sau, người song song với sàn. Cả lớp giữ 5, 4, 3, 2, 1. Sau đó hạ tay xuống thảm. Từ từ gập sâu người xuống. Hai tay vòng ra sau lưng. Giữ cho chân chắc, hai bàn chân xoay về phía trước song song với nhau. Gập sâu người xuống, đan tay mở vai ra sau. Hít sâu, thở chậm. Rồi, hít vào từ từ mình vươn người đứng thẳng lên. Hai tay áp hai bên bàn tay. Thở, hạ tay, thu chân về. Rồi ạ, mời cả lớp mình ngồi xuống thảm. Duỗi hai chân, rung lắc nhẹ hai chân sang hai bên. Đập nhẹ hai chân xuống thảm. Chúng ta cùng khoanh chân xếp nối chân vào nhau trong tư thế ngồi thoải mái, cùng luyện thở sinh khí. Nhẹ nhàng hai tay đặt lên trên đầu gối. Giữ cột sống lưng thẳng, mắt nhắm nhẹ lại. Nhẹ nhàng nâng cánh tay bên phải, gập bỏ ngón trỏ và ngón giữa. Ngón tay cái áp vào, đặt lên trên cánh mũi bên phải. Mở mũi trái, hít thở luân phiên lựa chọn mũi hai thì. Trái hít 5, 4, 3, 2, 1. Đóng mũi trái, mở mũi phải. Phải thở 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Phải hít 5, 4, 3, 2, 1. Trái thở 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Trái hít 5, 4, 3, 2, 1. Phải thở 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Phải hít 5, 4, 3, 2, 1. Trái thở 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Trái hít 5, 4, 3, 2, 1. Phải thở 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Phải hít 5, 4, 3, 2, 1. Trái thở 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Trái hít 5, 4, 3, 2, 1. Phải thở 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Phải hít 5, 4, 3, 2, 1. Rồi mời cả lớp từ từ hạ tay xuống. Hít sâu, thở chậm. Hít vào một hơi thật sâu. Vòng căng bụng của mình lên. Từ từ thở ra thật chậm. Rút sâu bụng xuống. Hít 5, 4, 3, 2, 1. Thở 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, hít, 5, 4, 3, 2, 1. Thở, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít, 5, 4, 3, 2, 1. Thở, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít, 5, 4, 3, 2, 1. Thở, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít, 5, 4, 3, 2, 1. Thở, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít, 5, 4, 3, 2, 1. Thở, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi mời cả lớp mình đưa hơi thở trở lại bình thường. Hít sâu, thở chậm. Từ từ ta đặt hai lòng bàn chân vào với nhau, hai tay đan dưới lòng bàn chân, cùng vỗ nhịp cánh bướm. 10 nhịp, nhanh dần đều. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Khép sát hai đầu gối vào với nhau ạ. Hai tay đan ôm lấy chân của mình, gù lưng ra sau, cằm chạm hõm cổ, trán chạm đầu gối. Rồi, từ từ mình sẽ đẩy cong lưng lên, đẩy lưng áp sát đầu gối, lăn lưng 6 nhịp ạ. 6 5 4 3 2 1. Rồi, sau đó nếu mình có thời gian thì mời cả lớp mình nằm lên trên thảm trong tư thế Savasana để thư giãn trong tầm 5 phút đồng hồ. Rồi, sau đó thì mời cả lớp mình sẽ ngồi vào vị trí giữa thảm. Chúng ta cùng hít sâu, thở chậm. Hít vào một hơi thật sâu. Nhẹ nhàng thở ra thật chậm. Hít vào một hơi thật sâu. Từ từ thở ra thật hết. Hít sâu. Trong tâm tôi luôn nhẩm câu Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti có nghĩa là nguyện cầu bình an. Tôi dùng tâm trí, linh hồn và trái tim cầu bình an cho bản thân, cho gia đình, cho bạn bè và cho toàn nhân loại. Namaste. Cảm ơn tất cả lớp mình đã luyện tập cùng em trong buổi hôm nay. Hy vọng rằng mọi người yêu thích bài tập này và đón chờ các bài tập tiếp theo trong chuỗi video 21 ngày. Namaste.